Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư một cái miếng đất là 2,3 mẫu nha, 23.000 m² nha tất cả anh chị. Lô đất này có hai mặt tiền nha tất cả anh chị, có hai mặt tiền. Một cái mặt tiền là xe tải 3,5 tấn nha, và một mặt tiền đầu trên là xe ba gác nha tất cả anh chị. Thì đối với mặt tiền xe tải 3,5 tấn này á, có mặt tiền là 48m, nhân vô là 460m nha. Và lô đất này đặc biệt là nở hậu nha tất cả anh chị, nở hậu 51m. Lô đất cực kỳ đẹp luôn. Thì mặt tiền xe tải 3,5 tấn là 48m, nhân vô 460m, nở 51m nha các anh chị. Thì cái hậu 51m này là xe ba gác chạy tới đất được nha, đổ đá xanh luôn, đầu dưới em không quay nha các anh chị. Thì lô đất này rất là đẹp luôn á, khóm đầu cháy rất là nhiều luôn, điện điện nước đầy đủ nha các anh chị. Xung quanh thì nhà dân cư rất là đông, cho nên rất là thích hợp cho anh chị nào á mua một cái miếng đất mà về làm vườn để sống yên tĩnh là rất hợp lý nha các anh chị. Thì lô đất có hai mặt tiền cực kỳ đẹp. Rồi em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha các anh chị. Thì lô đất này có diện tích là 23.000 m² nha các anh chị, thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 48 nhân vô 460m, nở hậu 51m. Thì chủ bán với giá là 3 tỷ 650 triệu nha tất cả anh chị. 3 tỷ 650 triệu. Thì những sản phẩm bất động sản bên em các anh chị đều được gặp được chính chủ nha. Chủ gặp được cái người đứng tên đất á, thì nói chung giá cả thì chủ yếu là của chủ. Thì các anh chị nào có nhu cầu á thì hãy liên hệ qua bên em, liên hệ vào số điện thoại 0828367167. Để gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Thì anh chị alo qua bên em, anh chị sẽ được xem đất và cũng như gặp được chính chủ nha. Lô đất rất là đẹp, có mặt tiền là 48m, nhân vô là 460m, đặc biệt là nở hậu nha. Lô đất có hai mặt tiền, một mặt tiền xe tải 3,5 tấn và một mặt tiền là xe ba gác nha. Thì đối với lô đất hai mặt tiền này thì nó sẽ có hai hướng nha các anh chị. Lô đất mặt tiền 48m á, cái hướng 48m là hướng bắc nha, còn cái hướng mà 51m là hướng nam. Rất là thích hợp cho anh chị nào á, mua mà có hướng phong thủy và hướng bắc hoặc hướng nam, hướng nào cũng ok hết nha các anh chị. Hiện tại là lô đất đang trồng khóm nha các anh chị. Đang trồng khóm thì chủ cũng có trồng sen kẽ dừa nha các anh chị. Dừa trồng khóm và trồng dừa đó, lập vườn là ok luôn nha các anh chị. Chủ đang trồng khóm nè, trồng khóm rồi sen vô mấy cái dừa vô. Thì lô đất này cách lộ đan 3m là khoảng 800m nha các anh chị. Cách lộ đan 3m khoảng 800m. Còn cách Tân Phước cũng gần nha các anh chị, cỡ 8 km. Còn cách chợ Tân Tây mình đâm thẳng qua theo đường chim bay thì cũng chạng cỡ 5 cây mấy 6 km thôi, rất là gần. Em xin nhắc lại nha các anh chị, lô đất này có diện tích là 23.000 m², là mặt tiền là 48 nhân vô 460m, nở hậu là 51m. Lô đất này có hai mặt tiền và mặt tiền là 48m là xe tải 3,5 tấn, có hướng là hướng bắc. Còn mặt tiền 51m đường ba gác có hướng là hướng nam nha. Các anh chị nào mà có hướng phong thủy và hướng bắc
hoặc Quấn Nam thì mình chọn mua ok luôn á. Tại vì có hai mặt tiền thì nó sẽ có hai hướng, anh chị nào mà phù hợp hướng nào thì mình xây nhà hướng đó nha. Hoặc anh chị mua mình cắt đôi ra cũng được nha các anh chị. Mình đầu tư xong rồi mình chia lại một nửa cho một cái anh chị nào khác cũng được. Chủ bán với giá là 3 tỷ 650 triệu nha các anh chị. Các anh chị sẽ được gặp chính chủ nha. Những sản phẩm bất động sản bên em các anh chị đều được gặp chính chủ hết á. Thì này là đầu dưới nha các anh chị, 51m á, chạy dài vô luôn á. Lô đất này có hướng bắc, hướng bắc và hướng nam nha, có hai hướng á. Lô đất cực kỳ đẹp nha các anh chị, rất thích hợp cho anh chị nào mà thích mua để về lập vườn đâu đó, các nhà là ok luôn á. Thì các anh chị khu vực Sài Gòn hay các khu vực lân cận á, muốn xem đất thì mình cứ về tới Tân Phước nha. Về thì Tân Phước alo qua cho em, thì anh em thì cũng sắp xếp thời gian để xem đất cũng như gặp chủ nha. Thì alo anh em trước đặt lịch nha các anh chị. Và các anh chị cũng đừng quên hãy bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh nha các anh chị, để xem những video mới nhất nha. Rồi, và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.